Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Trước khi bắt đầu cái video clip này thì cho Ngọc xin giới thiệu tới cái bộ sản phẩm mỹ phẩm mà Ngọc đang dùng cho da mặt cũng như là toàn thân của mình ha. Thì hiện tại có trước mặt Ngọc đây đó, đây là cái bộ mỹ phẩm cho da gồm 6 chai. Thứ nhất là cái sữa rửa mặt của Hàn Quốc. Thứ nhì là serum collagen dạng viên. Mình có thêm toner để cân bằng lại cái độ pH cho da của mình nữa. Cái hũ kem đặc biệt trong cái hũ kem này đó là có hũ kem ốc sên cho trắng sáng da, mờ thâm nám và chống lão hóa cho da của mình nữa nè. Rồi ở bên trên đây các bạn sẽ thấy cái hũ này, đây là cái hũ kem truyền trắng ban ngày. Thì cái hũ kem này nó không phải là cái dạng phấn nền, nhưng mà nó vừa mà là một cái lớp kem, nó vừa là một cái lớp giúp cho da của mình nó trắng sáng hơn, mà mình không phải là dày một cái lớp make up á, mà nó còn kìm dầu cho da của mình nữa. Sau đó mình sẽ xài thêm chống nắng, bên Ngọc có thêm cái SPF chống nắng 50 nữa nha các bạn nha. Kế bên hai chai này bên đây cũng là cùng chung bộ với BNY luôn, thì đây là cho toàn thân. Cái này á, chai màu hồng á, là sữa tắm trắng sáng da, một tuần mình tắm từ 3 tới 4 lần. Còn đây á, là lotion trắng sáng da. Hiện tại những cái sản phẩm này đang được giảm giá nè, sữa tắm nè, lotion nè, toner nè, collagen dạng viên để sức cho da mặt nè, và kem chống nắng được sức cho da mặt. Rồi một cái sản phẩm tiếp theo, nếu như mà mọi người xài kem nhiều rồi mà nếu mà mình không có bớt giảm thâm nám đó, thì bên Ngọc có cái viên uống trắng sáng da Emma White. Cái này đó là giúp trắng sáng da của mình hơn nè, mờ thâm nám hơn, và hỗ trợ thêm cho mình là cân bằng cái lượng nội tiết tố cho mình nữa. Đó, đây là cái viên uống trắng sáng da một hộp như thế này gồm 60 viên nè. Nếu như mà mọi người muốn mua hàng á, ở dưới phần comment mình Ngọc sẽ để cho các bạn tất cả những thông tin để mình có thể mua hàng nha. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ xin bắt đầu cái video clip này thôi. Đó mọi người ơi, cái bảng đã được gửi xuống rồi đó. Ngọc nói các bạn thấy không, hôm qua Ngọc nói là bữa nay là phải gửi xuống hết tất cả mọi thứ mà. Ngoài biết mở cửa tiệm mà ta. Ba cái bảng của mình đó mẹ, mày thấy cái bảng coi để, mày thấy cái bảng để ở trên cao nhìn vậy chứ dài vậy sao? Nó dài một cách, nó dài một cách khủng khiếp. Sáng hôm nay á, là từ hồi sáng tới giờ, hiện tại bây giờ là 2 giờ trưa. Từ hồi sáng tới giờ Ngọc với mẹ với ba ở nhà là dọn hết tất cả các nhà luôn các bạn ơi. Đây nè, cái hôm qua là tivi còn, mà hôm nay là tivi gỡ xuống, bỏ tivi xuống đây rồi thấy không. Rồi xong rồi thùng bọng rồi này kia kéo ra hết tất cả. Ngày mai ở trong kia là tủ lạnh, tủ đồ, tất cả cái phòng trong đó là những cái đồ mà mình đem theo mẹ, đem theo hết. Máy in nè, rồi mấy cái này là hôm nay là Ngọc với mẹ sẽ ra đây ship hàng. Ngày mai tranh thủ ra ship hàng thêm một ngày nữa, là tới bắt đầu tới chiều là bắt đầu gỡ hết tất cả những cái này ra luôn, là đóng thùng lại, là bắt đầu mình sẽ chuyển qua đi qua Florida. Đó, tất cả những cái sự cố gắng, những ngày làm việc cực lực luôn. Xong rồi. Bây giờ thôi tiếp tục ship hàng. Rồi chút nữa Ngọc về Ngọc quay cái nhà của Ngọc cho mọi người coi. Bây giờ thì Ngọc đã về tới nhà bạn Craig. Anh Craig này đang di chuyển thùng đồ ra cái trên xe của ảnh, rồi ảnh sẽ chở lên cái nhà kho. Rồi xong bắt đầu từ nhà kho đó thì tất cả người ta sẽ lấy hết đồ trên đó để cho cái nhà mình nó trống ha. Đây các bạn, để Ngọc vô Ngọc quay nhà Ngọc cho các bạn cùng xem nha. Những cái này là cái ngày đi là sẽ đem theo hết mấy cái ngoài đây luôn nè. Còn những cái bộ bàn ghế là để ngoài đây. Những cái xe này đem theo, xe đạp này đem theo, cái ở dưới là để lại. Rồi ok. Ok. Đang đóng thùng hết từ sáng tới giờ đây. TV cũng sẽ lấy xuống, quấn xuống đem đi. Cái loa cũng vậy, ghế mặt xa cũng vậy, cả những đồ đạc. Cái bộ bàn ăn chay đang ngồi cũng sẽ để lại. Cái ghế này nè, để lại luôn. Rồi còn hả? Cái gì vậy? Gì vậy? Gì quay lại mặt lại cười vậy? Xin chào ông bà cô chú. Con chào ông bà cô chú. Chào bà cô chú. Đúng rồi. Rồi xong rồi. Nãy chú nó vô cái mình quên đưa cho ông chai rượu đỏ. Thì chút nữa con em đang hỏi. Đó, đây nè các bạn, đồ nhà bếp. Hai chai đúng rồi, chút nữa đem lên. Cho cô su rồi cũng được. Mấy cái đồ này thì mình phải để lại nhà. Mai quay thì cũng phải để lại. Trong đây chén bát rồi này kia là mình hết rồi các bạn thấy không? Còn cái ly uống nước mai uống xong chắc bỏ ly luôn. Hoặc là xách cái ly đem theo uống cà phê. Rồi đó, hết đồ các bạn. Nha. Lên đầu tủ. Mai cũng ráp hết xong luôn. Rồi. Xong tủ lạnh nè.
trong tủ lạnh nè, còn sữa. Rồi. Còn mấy cái này là ngày mai là dọn đi hết nữa là xong luôn. Thấy không? Rau rác rồi này kia. Hết rồi. Đây còn ở bên đây. Bên đây. Cái máy giặt với máy sấy thì mình cũng phải để lại cho anh ta. Ai mà mướn nhà ở đây thì người ta sẽ xài, còn không mướn thì thôi. Cũng không có người mướn thì Ngọc cũng để nhà này vậy luôn, không sao hết. Rồi. Chứ còn không có bán cái căn nhà này đó các bạn. À, mấy cái này hồi đó các bạn nhớ không, đồ ăn khô đẹp quá trời luôn, giờ hết rồi không? Right, we pretty much got almost everything out, so I'm gonna get that vacuum running. Hết rồi đó. Đây. À. Thấy không? Dọn hết rồi. Tủ này là cũng hết luôn rồi. Ủa, còn cái bịch này nó đem ra chứ. Hết rồi ha. Tủ này đó đựng mớ đồ hết luôn rồi ha. Sạch sẽ hết. Bỏ vô thùng mộng rồi hết rồi. Thấy không bà? Còn cái tủ này. Này thì đó, hết luôn. Nhà này thì hai phòng ngủ. Đó, cái này là phòng này, ngày mai là mình đi đem ra hết, bỏ lên xe hết là xong. Tủ này để lại. Cái tủ này thì đem theo luôn. Cái ngày mình đi mình đem theo luôn. Rồi còn cái tủ lạnh, ngăn đá tủ lạnh. Ngăn đá tủ lạnh này là mình cũng đem theo luôn nè. Tivi này đem theo luôn nè. Cái nhà đồ chơi này chơi đem theo luôn nè. My dad calling you to help our Craig a little bit because the box he about to pick up is very heavy. Gotcha. I am on my way. Chồng Ngọc bữa giờ là làm dữ lắm, làm. Cái dọn nhà này thì đa số là ảnh làm hết cỡ khoảng 60% rồi đó các bạn. Ảnh là một mình, ảnh là chiếm hết tới 60% cái dọn nhà này. Đó, cái này để lại, tivi này chút nữa ráp xuống đem đi luôn. Cái niệm này thì Ngọc muốn đem đi thì Ngọc thích cái niệm này. Cái giường này, cái khung giường này thì Ngọc để lại. Mấy cái này thì Ngọc để lại. Cái sắt đem đi. Đồ đạc trong phòng hết trơn. Đó, như vậy là hết rồi các bạn. Này đem đi nè. Này, này đừng đồ chơi của con chay nè. Đó, đem đi vô phòng nó làm gì làm đó. Quá trời đồ luôn các bạn ơi, gọi là phải quá trời luôn á. Ba đang tiếp tục để đóng thùng. Từ sáng về dậy sớm là tiếp tục đóng thùng. Trời trời, con ngồi kìa, con ngồi kìa. Đó, có trong cái nhà này chỉ có con bé này là nó sướng nhất thôi. Còn không ai nữa hết. Ủa ngoại đang làm gì ngoại? Còn miếng cá. Hello, chào lại gia đình mình nha. Đó, sáng mẹ ướp mấy cá bóng đó. À, cá bóng trứng đó hả? Không có lấy được nước màu ra nữa. Sao vậy? Giờ có lấy vớt bọt cái đó. À, cá bóng. Oh, that'll make what it is. Oh, yeah. Đấy, bà ghi cái đó là gì bà? À, cái này cái máy ấy đó, máy để hâm máy. Cái này là gì? À, microwave. Lò vi sóng. Để lò vi sóng này hả? Lò vi sóng. Và vi sóng ở bên đó có rồi, đem qua nửa dư nữa. Rồi. Đấy, okay. Đi. Để đem ra thì đem ra bỏ vô cái nhà kho cái gì đó, cái tiệm mà muốn mình mà muốn cái tiệm khác á thì mình đem cái lò vi sóng đó đi. Cái đó gì bà? Thùng máy. Thùng máy là thùng gì? Thùng chung cái này nhiều lắm bây giờ không nói được. Không nói nên lời hả? Không nói nên lời. Hình ảnh. Thôi đó bà, dọn nhà này mà trời ngoài trời mát bà ha. Mở cái cửa ra mát quá trời mát. Hình ảnh. What? What's up? Papa, can you Oh, I got it. It's okay. A bit busy. Craig kêu ba là papa luôn á Dương. Không có dễ, ông nhậu giết cơ. Hình ảnh gia đình. Hình ảnh. Dạ, họ ghi đây hình ảnh gia đình thân yêu, cảm mến, rồi tràn trề yêu thương, nồng nàn. Ghi đây là rảnh lắm luôn.
Rồi đưa cho nó đi ngoài rồi con vẽ gì con vẽ đi. Vẽ trái tim rồi này kia, vẽ Power Family rồi. Đừng có vẽ mày. Đâu có vẽ được mày, đâu có vẽ mày. Vẽ trái tim rồi vô đi. Ngoại nó đừng vẽ mày. Bụi này để lấy con dao ra chặt bụi này, không những cái bụi này mình không để ý tới nó lớn lẹ ghê không các bạn. Lạng quạng ra trái bây giờ luôn á. Để rảnh đi lấy con dao chặt bụi này chứ mốt không có mình đây cái nó ra tràn lan đại hải luôn. Cái ghế này đem theo, mốt đi ra biển á, cho bảo ngồi lên biển. Rồi cái cẩu này cũng đem theo để mỗi buổi chiều mà rảnh á phôi đa chạy đi cẩu nó chạy vòng chơi. Ở chiếc thuyền thì bây giờ mình đã đậy lại chiếc thuyền rồi. We saw the boat crack. I heard. Yeah. Yeah. Đó, đông lại chiếc thuyền rồi, tạm biệt chiếc thuyền nha, chiếc thuyền thân yêu. Số đẹp ghê không? 9639 số đẹp dễ sợ không? Đó, chiếc thuyền thân yêu đóng lại là của người ta rồi, giờ đâu còn phải của mình nữa. Giờ đâu có dám nói là thuyền của Ngọc nữa. Thuyền của Ngọc bán cho người ta. Đó, cái xe của anh Craig đó chở được nhiều thùng bọng ghê. Giờ bắt đầu đi lên nhà kho. Going to the storage again? No, we're just loading the truck and then taking the TVs down right now. Mm. We're just loading, yeah. We're going to go to the storage one more time after. Okay. Too heavy? Yeah, it's not. Đó, đây là căn nhà. Căn nhà bên Michigan, cái sân. Một lần nữa cho các bạn coi. You want dinner with us? No. Ba ăn rồi, ba ở nhà phải không ba? Ba ở nhà, ba no quá rồi. Ba không có gì. Ok, vậy con với đi huynh với mẹ đi. Okay. You guys got it. Yeah, yeah, we're holding on to it. À, giờ lấy cái TV này xuống luôn, mình bắt đầu đi ăn tối các bạn. You unscrew. Ba. You unscrew the okay. Ba này làm việc với Mỹ không với dẫn đâu. Nó đi ngành dữ lắm á. Ba mà cứ làm vậy riết là con nói ba tiếng Anh ba giỏi luôn ba. Your hand where my hand is. À, đúng rồi đó. Đi huynh gì đó hai người này mạnh hơn thì có đỡ cho ba. Cái ba đứng cái ba dặn ốc ra. Okay, one more. Hey, yeah. Mới còn coi đó. Ba thấy one more là ba biết phải không ba? À, ba đứng mà làm việc với Mỹ biết suốt ngày là ba nói tiếng Anh dữ. Không có cái gì mà bằng mà cứ tiếp xúc với người ta hoài vậy. Mọi người có hỏi học tiếng Anh sao cho nó mau. Mình cứ phải nói hoài, mình phải tiếp xúc hoài. Thế còn mà lâu lâu mới một lần, lâu lâu mà ngại nói thì thôi ít, khó lắm. It's twisting it. Rồi, thẳng lên. Bây giờ thì Ngọc với mẹ, với chồng Ngọc, với Chay đã tới cái quán ăn và kêu đồ ăn ra hết rồi. À, Chay mới vừa ngủ giấc dậy đó cô chú. Cái quán này là hồi nào giờ mẹ tới chưa ta? Chưa không? Con có kêu cái bún chả, ở lộn, bò lá lốt với lại cái bún đậu mắm thơm. Thì ăn thử coi sao. Chồng Ngọc thì Ngọc kêu cái bún thịt nướng. Chay ăn gì ta? Hả? Chay ăn gì? Chay nãy giờ ở nhà ăn pizza rồi. Chay ăn gì? Chà, rất ớt là I don't think it's gonna be spicy baby. There's a lot in here. Yeah. Không, cái nước mắm này không có cay. Không có cay đâu. Ngon mà con kêu là bún thịt nướng chả giò nhưng mà đừng có để rau gì hết. Tại vì mình đâu có ăn đâu. Nên là nếu mà mình không nói vậy cho người ta đem ra cái ăn mất công lửa phải không? Yeah, very spicy. Yeah. You need a lot of rum baby. Mm. A lot of it. Bữa giờ làm quá chưa có thời gian cắt móng tay luôn nè. Móng tay vậy là dài đó. Thường thường Ngọc với Đi Quynh đó, với Chay là khoái để móng tay ngắn lắm các bạn ơi. Không thích để móng tay dài, như vậy là dài rồi đó. Rồi, mix it up. Đi Quynh tới giờ này cũng đói bụng dữ lắm rồi. Giấy chùi nha. Hả? Con muốn chơi gì? Rồi, con soạn đồ ra đi. Đi đem theo đồ chơi nữa cô chú. I really don't want to mix it up. No, okay. I like it. Không có thích trộn. Yeah. Yeah. Vậy đó. Very good. À, bởi vậy. Thịt ngon. Hồi bữa có ăn cái này ở đây lần rồi thì Quynh thích lắm nên là con biết. Yeah. Con biết là thích cái món này. Không, ở đây quán này làm ăn cũng được lắm mấy bạn. Một cái tô bún thịt nướng như vậy thì giá cỡ khoảng
chắc 200 mấy 300 ngàn tô, giá Ngọc tính ra tiền Việt Nam á. Còn mà giá ở Mỹ thì giá này cũng tương đối, tiệm nào nó cũng giống nhau chứ không có khác về giá gì mấy. Hồi nãy có một câu chuyện mắc cười lắm mà bây giờ muốn giải thích cho cô chú nghe. Lúc mà đi vô xong á, lần chay nó nằm nó ngủ trên xe, rồi cái Ngọc với Đi Huynh á là quyết định á, đi vô đây trước, rồi mẹ mở máy để ngoài xe cho mẹ ngồi với con chay, để cho mình vô đây mình ngồi mình order đồ ăn trước hết xong, rồi cái bắt đầu là mới đi ra, có đồ ăn trên bàn mới đi ra kêu chay dậy. À vậy mà tự nhiên cái nó giật mình dậy, nó vô đây nó trách mẹ nó, mà nó giật mình dậy đúng là lúc tới đồ ăn luôn ngoại. Nó vô nó trách mẹ và nó giận bà ngoại là con đã dặn mẹ với bà ngoại rồi, con ngủ là chừng nào tới nơi là phải kêu con dậy, mà tại sao không kêu con dậy. Cuối cùng sau một hồi giải thích thì em ấy đã hiểu được câu chuyện. Là cũng ngủ được có nửa tiếng hồ nha, ngủ ngon được nửa tiếng hồ vậy mừng á, chập mắt vậy là mừng. Chứ còn vô đây ha, hồi nãy mẹ với ba vô đây ngồi đây chờ đồ ăn á hả, chờ chán luôn á. Chứ con vô đây làm chi, giờ con vô đây con ngồi vậy nè, vô lý không, để dành thời gian cho con ngủ tốt hơn đó, đúng không đó. Cho nên là mẹ mình suy nghĩ cho mình, mẹ mình thương mình đó. Đây đồ ăn ra nè. Mẹ ơi, ai dĩa cho này đây, mẹ không biết ai dĩa nữa. Alright, thank you. À cái này là bún, à cái này là cái gì đó, mẹ ơi. Đây nè, bột cuốn lá lốt nè, mà sao có cái, nó có cái nem cái chả gì đó. Rau là ngon không? Có đem hai loại nước chấm nè, ai đang được cái mắm ăn thì ăn, còn không thì ấy. Cuốn bánh tráng này mẹ nè, có cuốn bánh tráng này nè. Đây là có rau tía tô, có rau thơm, lá cải, rồi giá ớt. Mẹ ơi, gì con? Tự nhiên kêu mẹ ơi, khám máu gì hết? Bánh hỏi. Mẹ muốn cái này. Rồi thôi. Mời mọi người nha. Mình nhìn cái này vậy. Nhìn gì à? Ừ, tại vẽ có đó hay quá con ha. Nó mà ai mà nó ai nó coi mà ai vẽ thì nó khoái. Chắc mai mốt là con về con cho đi học vẽ. Nó ham vẽ lắm. Minion, look at this. It looks just like this one. Mời mọi người nha. Cũng bánh tráng này. Nè, cũng bánh chung với con luôn đi. Ăn chung luôn cái gì, ăn thi đi đi. Ăn thử, thử gì biết hả? Ôi, nước nóng dễ sợ không? Nóng từng nhúng ra. Mau nóng ra. Đói bụng. Tới giờ nào đói bụng quá. Wow. Right, I can see steam. Ngọc ăn là tích kẹp vậy là về về là mọi người hỏi Ngọc á, mỗi lần đó cuốn bánh tráng kẹp ăn chi trời. Rau vô nè, rau thơm ha, xà lách ha, tía tô ha, rồi đây nè mẹ nè. They use that to make a hair. Look. See that? Cái bắt đầu này, gấp đây. Rồi cái này là mà là đâu? Đi vân biết bỏ nó luôn. Con cũng hấp cái ớt cái mẹ nó hết rồi. Rồi để mẹ làm kiếm hết tiền của Quyền cho nha. Mẹ kêu nhà với ông ngoại không chịu. Rồi đi ăn với mẹ. Đi ăn với mẹ à, có đâu. Cái gì đâu. Dạ có mẹ kêu con kia. Mẹ hả? Mẹ có kêu con kia. Rồi thử cái này phải coi nó chấm không nha. Nó có chấm nước mắm không nè, thử rồi hay là này giống như cái mắm mè dữ ta. Coi con nước gì mà sao có nhiều màu dữ. Nhỏ nhỏ cho mẹ với con. Mời mọi người nha. Mẹ coi cái này. Người ta làm mẹ. Người ta làm có hấp kêu hấp kêu. Ngoại coi. Ngoại coi. Cao đó ha. Rồi cao rồi cũng chấm nè. Nhỏ nhỏ chơi. Cao quá. What is it, too cay? Cay. Để con nói chú cho cái nước mắm nó quăng cái này là gì cay dữ ta. Mắm ngon mà. Nó có này để bỏ vô đây. Còn biết nữa. It's a shame your dad didn't come. He would have loved it. Cái là cái này bỏ đây ta. Con có ăn bánh nem đâu. Con kêu chú cho nước mắm khỏi đây. Để cho chú lên rồi con kêu. Bánh nem này thì Ngọc cũng ăn liền vậy thôi chứ. Thật sự thì nó không cũng không có ngon miệng của Ngọc gì mấy. Không biết ăn. Mẹ ơi coi cái này mẹ nhìn ta lên. Thôi rồi, vậy con hấp kêu quốc kỳ làm con hấp kêu quốc kỳ. Mẹ ơi, người ta làm con hấp kêu quốc kỳ.
rau quá trời rau của mình. Không mùi chút đâu. Mẹ ơi coi cái này mẹ coi. Mẹ coi cái này mẹ coi. Mày coi cái này nè. Mùa nhìn cái này cỡ đầu ra luôn. Người quá. Người quá. Sao nó cắt ra. Cái này chứ không mặn gì mấy. Very scary. Không sao mà. Không có nhiều mùi mắm nữa. Đúng rồi. Mình đang có ăn được á. Không có nhiều mùi mắm. Ngon nè. Được lắm. Làm nem quá. Cái này con nghĩ đó là chảo tôm. Con nghĩ này là chảo tôm. Daddy looks. Giờ bỏ miếng chảo tôm lên. Look SpongeBob. SpongeBob looks so SpongeBob. Mẹ nhìn. À mày thấy à? White boy. À mày thấy à? À người ta có để chanh để mình dắt chanh vô nữa kìa. Để dưa leo nè. Đồ chua nè. Xí đồ chua rốt mấy cái hành này bỏ vô. Cuốn lại. Mềm hả? Dạ, bánh tráng nó dẻo. Ngon nè, tráng nó dẻo ngon. Ăn đi mẹ, ăn tiếp đi mẹ. Để con bắn xong á đã. Quên. Đúng rồi, quên. Nó không có sao tự nhiên mày ngồi im vậy ta? Dạ, con làm xong hết đó. Một phần này á, nhiều chút, ăn no luôn á. Mà nãy vô cũng đói mắt nha, tính kêu nhiều món lắm. Mà nghĩ nó chắc đủ không sao đâu. Nên là kêu mỗi người đúng một phần. Daddy, look here, they're making this. They're making another one of chunk. Mẹ ơi, người ta làm cái gì? Mẹ ơi, người ta làm cái này. Bùi, người ta làm cái này. Như từ ba nó thì ngon, cái mẹ cũng chỉ được người đó. Rồi, đây, một cái dĩa tiếp theo ra nữa. Bún đậu mắm tôm. Ngon quá mọi người ơi. Nhìn hấp dẫn đó mẹ ha. Thịt nè. Cái đậu hũ này người ta chiên ngon lắm nha, mẹ con đã có ăn lần rồi. Chưa không? Chưa không? Rồi, ngày chắc ăn không hết á. Nếu mà cái nào mình ăn không hết thì mình đem về thôi. Chúng bạn đồ ăn quá trời luôn. Maybe if Ba gets hungry later, he can have some of this. Yeah. Con nghĩ là cái chén nước sốt này là dễ dội cho này nè. Rồi bây giờ hai mẹ con mình sẽ sang qua thấm đậu. Bún người ta làm nấu luộc ra, người ta cắt sẵn cho mình nè. Cái bún mang chảo tôm nè. Ơi nè, cái này là ram. Cái ram. Ui ạ. Rồi ram là rau. Rau, dưa leo. À mẹ, cái này có đu đủ ngâm nữa mẹ. Dạ. À, có đu đủ chua. Rồi, đây. À, đầy đủ. Rồi, ai ăn gì ăn? Ăn nước mắm. Rồi, chụp bài cắt ngang. Oh, so you eat it just like my dish? Hả? Nè, ngọc ăn nước mắm. Đầu tiên là ăn cái này trước. Cái này giòn lắm mà đó mà có ăn lần. Ăn bên đây thì ăn mắm tôm. Để ăn mắm đi. Ăn mắm lên. Thật ngon.
Now look at this. Dad, look at this. That's up. Yeah. Mm-hmm. Daddy, look. Yeah, I'm out. Make all your money, man. Yeah. Trời, lạnh dữ nè. Make all your money, man. Lạnh dữ nè. Anh bắt tôi biết rồi. Còn hai hai. Nói ăn cũng ngon ha. It just break the two toes. Ngon giòn. Bên thịt rất ngon. Cái này mà nếu như mà bà chưa có ăn no á, tao đi ăn là rất ngon. Ngoại chay á cả nhà. Nghe mình kho kho cống trứng kho khô á. Nghe thơm, nghe ngon quá, đói bụng quá ăn cơm luôn. Anh ở nhà, nay không chịu đi. Ngọc với Điều Quynh thì đâu ăn cá bún trứng. Thôi đi ăn. Ngày này đủ mẹ đi ăn luôn. Ừ. Ông ngoại cơ là cũng nói đi vậy chứ. Mẹ nhìn. Thôi ra nhìn nhìn. Giờ mẹ ăn cái chai ra, phải về có công việc này nhớ không? Dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều. Chú cho con cái hộp luôn nha chú nha. Dạ. Mẹ ơi, cơ cái này nó nhỏ hơn, nó bự. Rồi mẹ. Mắc cười quá, trời mắc cười quá. Mẹ con thích cái một lần. Thôi nỉ nè, nỉ nè. Cơ cái này một lần nữa. Nó nhỏ sao mình sạch chung cái nó bự ra. Nó bự chứ. Nó nhỏ rồi nó bự luôn. Chú cho thêm mắm nêm này nè. Đem về được. Gì vậy trời? Ôi ôi, bài nguyên một cái đám đồ hàng ra đây. Vừa có sữa, vừa có em, vừa có kẹo. Rồi có xe đồ này kia nữa ha. Trời ơi, con ngồi kìa cô chú kìa. Ngồi sau đuôi chiếc xe kìa. Quay qua nhìn mẹ chụp tấm hình đây. Cười. Cười, kêu cười cái chành cái miệng ra vậy hả? Về tới nhà rồi mọi người ơi. Hai buổi chiều nay là cũng mát mát lạnh lạnh nha các bạn ơi. Trời ơi, giữa tháng 7 rồi mà nó cũng chưa có một cái nào mà thật sự là ví dụ như một tuần mà nóng nguyên một tuần thật sự hết. Tới giờ chiều chiều nè, bây giờ mát mà gọi là mát là lạnh luôn á nha, phải mặc áo tay dài chứ không phải đơn giản mà ngồi đây là mát đâu, ấm đâu ha. Đó các bạn thấy không, Michigan. Giữa tháng 7 đúng mùa hè luôn mà lạnh vậy thôi chứ. Rồi ok các bạn, chắc cái video clip này Ngọc sẽ kết thúc cái video clip này tại đây. Nhưng mà Ngọc nãy Ngọc thấy cái này nè. Rồi coi, đây. Đố cô chú ai gì cái này. Đố cô chú ai nè. Chay ơi, ai là người ghi này con? Hả? Trời ơi, vẽ trái tim hả, tan vỡ rồi vẽ. Cái mặt đồ hang quá trời quá xá hang. Bông hoa đồ hang. Hả? Ai vẽ? Con vẽ đó hả? Vẽ nào? Hồi nào? Hồi nãy bạn đi chơi với con cho bạn xin gom đó. À, bạn nào xin cho xin gom rồi bạn đang như bạn nào vậy? Con bạn đi chơi màu đỏ đó. À, bạn mà đi thiền màu đỏ. À, cái chị đó đó hả? À, nhớ rồi. Cái chị mà có cái ông Alan đó phải không? À, nhớ rồi. Rồi ok, rồi ok cô chú ơi. Chào tạm biệt mọi người nha. Sẽ tiếp tục quay trở lại với mọi người vào video clip ngày mai. Hành trình dọn nhà sẽ tiếp tục ha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.